vào tương lai con người đã bắt đầu theo đuổi công cuộc chinh phục vũ trụ. 70% dân số đã bắt đầu di rời khỏi trái đất và ta gặp được nhân vật chính Haruto. Cậu bị đám bạn ép phải tham gia một cuộc thi ăn bánh để giành quyền dùng sân trường nhưng đã thất bại nên bị bị chê trách lúc trong giờ học. Haruto cùng vài người bạn do hơi chán với tiết học nên rủ nhau tạo nhóm chat nói chuyện. Có người cho biết là phe Liên Hiệp Quân sự đang có động thái xâm lấn đến nước trung lập của họ. Nhưng họ đều đang là học sinh nên chưa quan tâm lắm đến chuyện đó nên có người đã khuyên Haruto nên tỏ tình với cô gái mà cậu thích là Soko. Cô nhận thấy Haruto lén nhìn nên bỏ đến chất vấn. Cô giật được điện thoại của Haruto buộc cậu phải kiếm cớ để nói với cô. Ngày hôm đó, trường có vài học sinh chuyển đến nhưng đám này hẳn là gián điệp của nước khác cài vào. Chúng đang đi tìm gì đó nên cố tỏ ra là học sinh bình thường để hỏi thăm đường đi. Chúng vô tình thấy được Haruto đang cùng Soko đi lấy chổi để di quét dọn. Tên tóc trắng này nghe Haruto nhắc đến việc cậu muốn tạo ra một thế giới mà không cần phải thi thố nên hắn tức giận chạy đến. Cho Haruto biết việc nghiêm túc cố gắng mới là thứ đáng được trân trọng còn những kẻ cố gắng nửa vời thì chỉ là rác rưởi. Cũng vì lời của tên này nên khi Haruto cùng nhóm bạn đi quét dọn đền thì Haruto đã quyết định dứt khoát một lần để nói ra tất cả với Soko. Còn những tên gián điệp kia thì đã lẻn vào được khu vực tối mật nhất của trường, chúng báo về cho căn cứ nên họ nhanh chóng cho quân xuống để bắt đầu chiến dịch haruto đang định nói ra câu tỏ tình thì đột nhiên có rung chấn xảy ra robot bay trên trời nhưng chẳng ai nghĩ là chuyện to tát mà chỉ nghĩ là diễn tập do đất nước này từ lâu đã không dính phải chiến tranh nên họ chưa từng nghĩ chiến tranh sẽ tìm đến họ quân đội đã nhanh chóng ra quân nhưng họ không đủ phòng bị nên các học sinh đã phải ưu tiên việc chạy trốn hơn cả những nhà nghiên cứu đang tính cho con robot đặc biệt này của họ ra trận thì đám gián điệp kia tấn công nên họ chỉ cố để đưa robot lên mặt đất đúng lúc thì haruto cùng nhóm bạn đi qua soko đã cố đi cứu người để rồi dính tên lửa mà bay màu haruto bị sốc đến nỗi không chấp nhận nổi thực tại mấy đứa bạn muốn cậu nên đối diện với sự thật là soko đã không còn căm phẫn với kẻ thù trước mặt khiến haruto đã trèo lên con robot kia nó là loại robot tân tiến nhất lúc bấy giờ nên cậu đã cố dùng nó để trả thù nhưng vì chưa qua đào tạo bài bản nên cậu bị địch để ý và nhắm đến khi chưa kích hoạt được robot địch liên tục bắn phá khiến robot sắp không chịu được nổi nhưng vì những lời nói của tên tóc trắng và soko về việc cố gắng toàn lực thì cậu đã chấp nhận rủi ro và đồng bộ với robot để rồi một mình cậu đã bay lên xử lý toàn bộ đám robot của địch dù cho chúng đều là quân lính đã qua đào tạo chỉ huy địch cho rằng mấy tên lính của ông ta quá là vô dụng nên ông ta đã tự mình xông lên để rồi choáng ngợp trước sức mạnh và tốc độ của haruto cậu chỉ mất vài đòn để chính thức chém tan robot của ông ta và tiễn ông ta lên bảng vụ việc của haruto được lan truyền mạnh mẽ trên mạng và cậu được toàn trường xem là anh hùng cứu quốc ai nấy đều bất ngờ khi cậu có thể lái được vũ khí bí mật của quốc gia khi chỉ là một học sinh trung học lời mời kết bạn của cậu cứ thể tăng lên đến cả trăm ngàn tuy nhiên cậu vẫn chẳng thể vui vì soko đã không còn để chúc mừng cậu đêm đó haruto gặp lại tên tóc trắng kia và cho rằng cậu ta có thích thì cứ cười vì cậu ta đã đúng về việc không thể cố gắng nửa vời nhưng cậu ta tiến đến và cho biết thân phận gián điệp của bản thân rồi rút dao đâm thẳng vào tim haruto để cho chắc thì cậu ta còn bắn thêm hai phát và cho rằng bản thân lại một lần nữa thắng haruto lúc đang định lên robot thì đột nhiên haruto với hai vạch đỏ trên mặt tròn dậy cắn vào cổ cậu ta đám bạn sau đó kéo đến và nhận thấy haruto dù bị thương nhưng mạch vẫn còn đập nhưng đám gián điệp kia tìm đến để chiếm lấy robot thì bị thanh niên tóc trắng tỉnh dậy bắn trả cậu ta bắn thẳng vào mắt tên đội trưởng và chỉ dẫn cả nhóm bạn rời đi lúc xuống bên dưới cậu đã nói bản thân chính là haruto dù không hiểu lý do vì sao cậu lại ở trong cơ thể này nhưng cậu thực sự là haruto trong lúc đó quân địch của phe đại lục đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát trên toàn đất nước của phe trung lập chính phủ cũng đã đầu hàng vô điều kiện nên phe đại lục tuyên bố nơi này thuộc về chúng từ bây giờ còn haruto thì đã chứng minh được việc bản thân là haruto thật nhưng còn mấy kỹ năng chiến đấu thì đều của cơ thể này và cậu chỉ vô thức làm theo cậu muốn quay lại chỗ con robot để tiếp tục chiến đấu nhằm quét sạch toàn bộ quân địch để trả thù phe đại lục đã nghe tin về sự phản bội của chủ cơ thể mà haruto đang sở hữu mang ký hiệu là eo còn tên bị cậu bắn có ký hiệu là a ngay lúc địch vừa nghe về tin eo phản bội thì haruto đang trong cơ thể đó tìm đến chúng và thẳng tay nổ súng bắn chết để đòi lại robot cậu được đám bạn dùng trực thăng vừa cướp được đưa đến gần con robot và nhảy xuống cậu đuổi hết mấy tên nghiên cứu ở đây đi và lấy lại cả cơ thể cũ rồi vào bên trong cậu và cô bạn đây nghĩ ra một giả thuyết và quyết định làm thử cô đã trói tay chân của haruto lại và để cậu cắn vào cơ thể cũ haruto đã về lại còn tên eo thì cũng nhận lại cơ thể nhưng đang bị trói haruto đã khởi động robot để bắt đầu càn quét cậu bay đến tàu địch và bắt đầu đánh phá nhưng địch đã cho nghiêng tàu để hất cậu xuống biển cậu bị dối không biết điều khiển nên eo đã nhận ra cậu là nghiệp dư cậu rơi thẳng vào trạm không gian dưới biển và ra khỏi hành tinh vừa ra ngoài vũ trụ cậu càng chơi với khi không có điểm đặt chân để ổn định địch thì đã tập trung đầu ngoài này nên chúng nhanh chóng bắn vào haruto cậu và cô bạn đã mày mò một lúc thì kích hoạt được năng lực gia tốc của robot và lao đến chém tan mấy tên lính quèn nhưng địch cũng đã nghiêm túc và mang cả vũ khí mạnh nhất ra tham chiến eo đã tự thoát ra và muốn cậu đầu hàng thì địch đã cho vũ khí tối tân này xảy đạn eo nhìn cách tấn công này thì nhận ra người lái bên kia chính là a tên này vẫn còn cay vì nghĩ là bị eo phản bội và xin mất con mắt eo còn chưa hiểu gì nên muốn haruto đưa ra tín hiệu đầu hàng nhưng a méo cho cả hai cơ hội mà đánh thẳng một tên khác là quy cũng tham chiến và dẫn haruto rơi vào cảnh hai đánh một nhưng cậu lại vô tình nhận được cuộc gọi từ soko vì cô vẫn còn sống và đang kẹt dưới lòng đất cậu định bay về thì bị dính đạn khiến động cơ bị ngừng hoạt động eo không biết đã có chuyện gì trong lúc cậu ta bất tỉnh nhưng cậu ta càng không hiểu hơn là tại sao haruto vẫn còn sống dù áo thì đã rách nhưng vết thương thì không còn Cậu ta biết giờ có về cũng chẳng về được nên quyết định giúp Haruto để cùng sống sót. Cậu ta chỉ cho Haruto chờ đến khi số này vượt qua mức giới hạn. Con robot bị quá nhiệt nhưng Haruto lại lấy kiếm và đâm vào lõi và cường hòa cả thanh kiếm và quất một đòn vào tên A. Robot hắn bị hư hại năng cộng thêm việc phe thứ ba đã tham chiến nên chúng đành rút lui. Khi đã an toàn eo muốn biết có chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu ta dù đã giết Haruto nhưng cậu lại vẫn còn sống. Nhưng tới cậu cũng chẳng biết thì trả lời kiểu gì giờ. Lúc trở về mặt đất, eo đã bị áp giải đi, cậu gặp lại Soko và định tiếp tục chuyện còn giang dở nhưng cậu đã nghĩ lại và chỉ cho rằng cái áo cô mặc quá lỗi thời rồi kiếm cớ chuồn đi. Cậu bạn đuổi theo hỏi cậu có chắc về việc này hay không thì Haruto cho rằng đây là điều tốt nhất vì cậu cho danh bản thân có vẻ đã thành một con quỷ. Và đây là cách tốt nhất để cậu có thể giữ Soko được an toàn. Phim sau đó cho ta biết rằng, vào thời đại mà 70% con người chuyển ra vũ trụ sống thì thế giới đã chia ra làm ba phe. Thứ nhất là quân đội Đo Xian, với tiêu chí lấy sức mạnh vũ trang làm cốt lõi và phe đối lập với họ là Azut, một quốc gia mạnh lên nhờ những hiệp định thương mại. Và quốc gia thứ ba là cái bóng của hai siêu cường quốc, phe trung lập Diao. Nơi này từng yên bình cho đến khi bị Đo Xian tấn công và gây ra hỗn loạn, quay về hiện tại. Eo bị đưa đi thẩm vấn và ngay khi biết được thân phận thì những thanh tra đây có vẻ lo ngại hơn. Eo đã cho Haruto một vài gợi ý trước khi bị áp giải đi. Tất cả học sinh sau đó đã được quân đội Azut đưa đến một khu tập trung có sẵn công nghệ tiện nghi để họ sinh sống tạm một thời gian. Haruto vừa đặt chân đến đã ngay lập tức được nhiều người để ý vì nhờ có cậu mà họ còn trụ được đến bây giờ. Trong lúc đó, những thanh tra cho ta biết nhiều năm trước, Eo đã một mình chống lại cả đội quân ngàn người nên họ không thể ngờ được Eo còn trẻ như vậy mà đã có trình độ với năng lực cao đến như vậy, trong lúc ai nấy đều đang tận hưởng tiếp cuộc sống tiện nghi và được tiếp xúc trực tiếp với vũ khí của quân đội thì soko có vẻ không vui vì chuyện với haruto cậu lúc này đang được ba người bạn kiểm tra tổng quát xem vết máu thì cậu không có gì bất thường nhưng vết thương ngay lập tức lành lại nên cậu định đi bệnh viện nhưng làm vậy sẽ chỉ khiến cậu trở thành chuột bạch cậu lại đột nhiên bị bản năng kiểm soát và lao đến tấn công đứa bạn thân buộc họ phải chống trả cậu cho rằng bản thân hẳn là đã trở thành quái vật nhưng đột nhiên một cô gái tìm đến cho biết thượng nghị sĩ figazo muốn gặp cậu Lúc đêm gặp Figaro cho biết cậu lúc này đang rất nổi tiếng trên toàn thế giới và ai cũng đang trông chờ. An nguy của cậu nên cậu đã viết một bình luận để thế giới biết cậu vẫn còn sống và được quân đột A rút trợ giúp. Cả thế giới ngay lập tức phản ứng lại khi ai nấy đều vui mừng khi cậu còn sống. Cả thế giới đã biết cậu là anh hùng đã một mình chống lại cả đội quân Đo và vẫn an toàn trở về, tới cả những người nổi tiếng cũng muốn kết bạn với cậu. Figaro muốn cậu giúp đỡ trong công cuộc cứu lấy sự sống của người dân. Vì với anh, bỏ chạy hay chiến đấu thì cũng đều được xem là đã chiến thắng. Một người chỉ thực sự thua nếu mất mạng nên đừng ngần ngại mà cứ bỏ chạy. Trong lúc đó, eo đã thái được một chiếc vít từ ghế để ném bể đèn rồi dùng kính vỡ cắt dây chói và cướp súng để thoát ra. Fedor Sian đã cho nhóm của A lên đường đi tấn công nhằm loại cướp cho bằng được con robot mà Haruto đang điều khiển. Và nếu có thể thì bắt eo về đây để thẩm vấn. Haruto đã cùng quân đội thông báo để chỉ dẫn các học viên lên tàu rời đi đến nơi an toàn. Những người còn lại trong trường đều được gọi đi sơ tán, đáng chú ý nhất là cô gái hacker tóc hồng này, Haruto đang thông báo thì nhận ra chiếc loa phát thanh này có trong lời gợi ý mà L nhắc đến. Cậu ta đang dần thoát ra thì quân đội giờ mới biết được việc cậu ta bỏ trốn. Vì cậu ta được mệnh danh là đội quân một người nên dù có cho 200 người trang bị đầy đủ đến thì vẫn không làm gì được cậu ta. Tài năng của cậu ta là đặc biệt nhưng vẫn cần cảnh giác với Haruto. Cậu lúc này đã vào trường kiểm tra xem còn ai hay không thì kêu người đó đi nốt. Soko thấy trong trường vẫn còn người nhưng không phải Haruto nên đã chạy vào xem thử. Quân đội Azut quyết định không để chậm trễ kế hoạch nên mặc kệ việc eo còn lang thang trong kia thì họ đã cho hạ tàu. Haruto thì vẫn đang kiểm tra thì gặp một thanh niên là Zama và cậu ta muốn cướp con robot từ Haruto để đi trả thù. Soko sau khi quay lại vào trong trường thì lại vô tình tìm được nơi mà cô gái hacker đang lẩn trốn. Ngay lúc con tàu ngoài kia đã tiếp cận để đưa học viên đi thì eo đã khiến cả tàu bị mất tầm nhìn và va đập vào nơi hạ cánh và rung chấn lại xảy ra đúng như manh mối thứ hai mà eo cho. Học viên bắt đầu lo sợ khi không thể rời đi như kế hoạch chỉ vì eo. Giáo viên đã phải cố gắng để chấn an học sinh còn Haruto nhận ra manh mối thứ ba là về thời gian và nó cũng là lúc này. Eo dường như đã tìm đến ngay sau lưng Haruto. Cậu ta muốn Haruto lập giao ước với bản thân để có thể đem lại cuộc cách mạng cho Dorsian. Chính quyền Asus lúc này đã đưa ra một quyết định là tập trung toàn bộ nguồn lực để sản xuất hàng loạt thứ vũ khí mà Zio đã tạo ra. Chỉ cần cầm cự nửa năm để chế tạo thì họ sẽ cầm chắc chiến thắng, quay lại với El và Haruto. El muốn cậu giúp để El có thể tạo ra cuộc cách mạng thay đổi nền móng của toàn thế giới. Với sự giúp sức của Haruto thì cậu ta có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến 5 năm. Tất nhiên El sẽ báo đáp bằng cách giúp cậu cứu ngôi trường và cả cô gái mà cậu quan tâm nhất. Soko thì tìm được cô hacker nhưng cô là một người siêu hướng nội khi chẳng dám tiếp xúc với ai. Soko tìm thấy thì bị cô ta hoảng loạn đuổi ra và xin cô đừng kể với ai về nơi này. Còn với El, cậu ta cho biết nếu Haruto muốn bảo vệ ai thì tay cậu bắt buộc phải nhúng máu. Đột nhiên cậu thấy con robot của cậu bị Figa do kéo đến đây. El cho rằng nếu cậu muốn tiếp tục đi trên con đường này thì phải lập giao ước với cậu ta. Và cậu ta cho rằng bản thân có thể dự đoán như có thể tiên tri nên Haruto có thể cân nhắc là có nên tin hay không. Cậu ta cũng hứa sẽ giúp Haruto cứu chính bản thân cậu nhưng cậu cho rằng nó quá nhảm nên chạy đi cậu chạy đến tìm Figaro thì anh ta đang cố cho người khác lái thử con robot của cậu. Cậu cố cảnh báo nhưng chẳng ai nghe để rồi người phi công cố lái đã bị tự hủy. Tàu chiến của địch cũng đã tấn công đến đây nên Figaro quyết định mặc kệ các học viên mà kiếm đường khác để thoát. Soko ở chỗ của cô hacker đã vô tình nghe được. Còn Haruto thì biết bản thân đã bị lừa nên cố chống trả. Cậu cắn vào tay quân lính để cướp xác nhưng chỉ có tác dụng vào da nên cậu đã bị bắt. Soko đã cố cảnh báo điều cô vừa nghe được cho mọi người nhưng chẳng ai tin vì cô không có bằng chứng. Cô không thể nói ra về cô hacker nên đành nhẫn nhịn, nhưng cô không từ bỏ mà định cởi đồ để ép họ phải nghe theo. Cả nhóm sau đó đã tìm đến khu nhà mà Figazo đang giữ quân và cho mọi người đánh lạc hướng quân lính còn nhóm bạn của Soko đã lẻn đi theo ống thông gió và tìm được nơi giam giữ Haruto. Họ cởi trói cho cậu và chạy ra ngoài thông báo về việc Figazo đã có ý định bỏ mặc họ. Yama đứng ra cản xe thì bị Figazo lật mặt nổ súng cảnh cáo. Con robot của Haruto cũng bị đưa đi nên cậu đã đuổi theo đòi lại. Cậu bị quân lính chặn lên nên đã xô ngã một tên rồi cắn và điều khiển để đuổi tên còn lại đi. Cậu lấy lại robot và ép quân đội Azut phải hạ hết vũ khí xuống. Eo đã đứng ra cho họ biết về việc nơi này đã bị quân đội Xi'an bao vây nên không sớm thì muộn thì cả họ và gia đình đều sẽ gặp nguy. Eo đã dơ ám hiệu cho Haruto để lấy lòng tin của cậu. Nhưng Soko lại nghĩ ra một ý để giải quyết tình trạng này. Cô đứng lên tuyên bố họ sẽ chống lại bất cứ ai là kẻ thù. Cô đề xuất việc sẽ đe dọa Doxian rằng nếu họ động vào người dân Zio thì họ sẽ giao con robot cho Azut nghiên cứu, và Azut sẽ phải chấp nhận làm đồng minh với họ nếu không họ sẽ giao robot cho Doxian nghiên cứu. Với cách này thì chỉ cần một trong hai bên phá vỡ giao kèo thì phe đối thủ sẽ có được lợi thế to lớn về mặt quân sự. Ai nấy đều thấy đây là ý hay. Haruto sau đó đã ra ngoài chiến đấu và tự cắt đi những đường liên kết giữa thành phố này và rồi tách nó ra khỏi thế giới và đẩy đi. Soko cho biết giờ họ sẽ tạo nên một đất nước độc lập riêng và không phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Họ sẽ phát triển để có thể đứng ngang hàng với những cường quốc của thế giới. Eo muốn biết Soko là ai thì có người cho cậu ta biết Soko là con gái của Tổng thống Gio khiến cậu ta cảm thấy vụ này đúng là thú vị vì lâu rồi cậu ta mới được cười như này. Sau khi tách ra khỏi thế giới, Cả tàu cả thành phố đã được tất cả cải tạo lại, vì không có người lớn nên nơi này gần như là thiên đường đối với những học sinh cao trung. Họ thỏa sức ăn chơi nhưng cũng không quên sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ lại cho giống một thành phố riêng. Sắp đến đợt bầu cử nên chính quyền Azut muốn thương lượng để phần nào kìm hãm phe của Haruto do lúc này phe của cậu đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Docian thì vẫn chưa có động thái gì nhưng chúng nhất quyết không từ bỏ vì chúng cho rằng sức mạnh là tất cả trong xã hội này nên chúng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì cái công lý đấy. Trong lúc đó, người tiến sĩ từng được Suko cứu đã đến chỗ của con robot để xem xét và ý thứ. Cô giáo có tim đến để xem thử thì tiến sĩ cho biết từ giờ anh sẽ ở đây và rồi khóa cửa lại. Đột nhiên ngày hôm đó cả thành phố của Haruto cai quản đột nhiên mất điện, khiến tuyết bắt đầu rơi, nhiều người đã phải lên đường đi sửa điện. Trong lúc mấy đứa con trai liều mình xuống sâu hơn để sửa điện thì đám con gái lại quay ra cãi nhau vì việc Soko tuyên bố độc lập này lại khiến họ phải sống tự lập. Lũ con gái từ bao giờ đã quen sống ỉ lại nên giờ khổ tí thì không chịu được. Những người bạn của Haruto cho rằng mấy người hùa nhau đi theo mà giờ trở mặt thì đúng là đáng hổ thẹn. Võ mùng không đủ nên mấy cô gái bắt đầu chuyển sang động tay động chân. Soko muốn họ hát để bình tĩnh lại thì chẳng ai để tâm. Haruto cũng phải vào can thiệp và may mắn là dưới kia thì hội con trai đã mở lại được điện và hòa giải được tình thế căng thẳng trên kia. Họ sau đó quyết định làm một buổi diễu diễn ca nhạc và phát nó ra cho toàn bộ người dân của Gio xem được. Nhờ video ca nhạc của toàn thể học viên mà người dân càng nhiệt liệt có lòng tin và ủng hộ vào họ hơn, vốn dĩ họ chỉ định gửi cho gia đình và người dân Diao. Vậy mà toàn thể thế giới lại xem được và họ còn được người dân của Azut ủng hộ. Ngày hôm đó, Haruto và cô bạn là Ruki đã cùng nhau xuống bên dưới thành phố để xem xét vài thứ và cả hai phát hiện còn có nhiều robot. Như của cậu ở dưới này và cậu biết thứ này sẽ biến người lái thành quái vật bất tử như cậu nên muốn Ruki giữ bí mật nhưng việc cả hai khám phá được đã bị eo theo dõi và biết được ruki đã hôn tặng haruto một cái trước khi cô quyết định cũng sẽ tự mình lái một chiếc cô vào trong con robot gần đó và mặc cho lời can ngăn của haruto vì cậu cho rằng đây là lời nguyền eo thì nhận thấy cô là một con chuột bạch hoàn hảo để cậu ta xem thử những rủi ro để điều khiển con robot này ruki đã thành công sử dụng được robot và bay thẳng lên trời haruto cố đuổi theo và muốn cô trở về nhưng cô cho rằng bản thân giờ chẳng cần phải sợ gì khi đã có sự bất tử cô vốn chẳng có một gia đình tử tế hay người thân để dựa vào bạn bè thì cũng chỉ có vài người và haruto là một trong số đó cho nên cô thấy bản thân có hay không cũng chẳng quan trọng cô sau đó đã thổ lộ gì đó và rồi ôm lấy haruto để rồi nói thẳng ra là bản thân vừa xạo chó và cắn cậu để chiếm xác thầy giáo kiêm tiến sĩ đã có được một thằng đệ để dạy dỗ làm kỹ sư ruki thì sử dụng cơ thể của haruto để đi quanh tán gái và nghịch ngợm đủ thứ Eo thấy Ruki cũng tương thích nên cho rằng cả ngôi trường này có khi lại là địa điểm lý tưởng cho kế hoạch của cậu ta ở bên tàu chiến của Fedorian. Chúng lại sắp có một đợt tấn công khác nhưng A bị chỉ huy cấm tham gia nhiệm vụ lần này. Sáng hôm sau, Haruto trở lại cơ thể thì nghe đám con trai la làng khi cậu lại có quan hệ mờ ám với Ruki và cũng là thần tượng của đám con trai. Cậu cầm điện thoại đến hỏi Ruki thì cô nói là muốn biến bản thân thành em gái mưa của Haruto. Như vậy thì cô sẽ được ké sự nổi tiếng của cậu vì cậu đã hứa sẽ giúp Ruki nên đành chấp nhận để cô làm gì thì làm. Soko cũng chạy đến chất vấn nhưng cô vẫn tin tưởng Haruto nên nghĩ là tài khoản của cậu bị hack rồi đăng ba cái thứ sai sự thật này. Nhưng nó là đúng sự thật và Haruto muốn giải thích rằng cả hai chưa làm gì cả. Nhưng cái mặt của Haruto đã tự tố cáo rằng cậu đó làm gì đó khiến Soko phải to tiếng. Ruki đã nói thật về việc bản thân muốn làm vậy để nổi tiếng vì nếu cô không ghi lại dấu ấn cho thế giới thì cô sẽ mãi biến mất. Đột nhiên thông báo khẩn cấp lại vang lên và lý do là vì quân của do đã bao vây họ dù đã được cảnh báo. Nhưng chúng hoàn toàn không sợ vì cũng đã cho quân phong tỏa đường từ đây đến Azut, nên chỉ cần chúng đánh thắng thì chúng sẽ có thể chiếm luôn mà chẳng sợ bị đe dọa. Lúc cho robot ra trận thì họ phát hiện có đến hai con nên kết nối thử và phát hiện Yuki ở trong con còn lại. Cô đã tự đặt tên cho robot của mình nhưng ai nấy đều bất ngờ khi có nhiều hơn một con robot. Cô điều khiển khá tốt so với Haruto trước đây. Địch cũng bị bất ngờ vì thành phố độc lập lại có đến một con robot khác. Haruto cũng nhanh chóng đến trợ giúp. Nhưng mấy tên đồng đội của El trước đây cũng đều là tinh anh và chúng nhận ra robot của cả hai chỉ có thể đánh cận chiến nên chỉ cần giữ khoảng cách là có tỷ lệ thắng rất cao. Trong lúc đó, tàu của Figaro đã bị tên quy bắn hạ nên tiếp viện của các học viên giờ gần như bằng không. Còn Ruki sau vài pha múa máy và gáy rất to về việc bản thân bất tử thì cũng đã bắt đầu rén khi thấy cửa thắng quá khó. Haruto đành phải lao lên đánh một mình, các học viên theo dõi trận đấu thì ngao ngán với ruki vì cô đang dần trở thành cục tạ để haruto gánh soko đã gọi đến để động viên cô do cô giờ đang ở trên sân khấu và toàn bộ khán giả đều đang cổ vũ cho cô cô đã lấy lại bình tĩnh và cho rằng khán giả chưa đủ nên muốn họ phát lên cho thế giới cùng xem haruto vẫn muốn cô đừng đưa đầu vào nguy hiểm nhưng cô đã tự tìm ra cách để vượt qua chuyện này cô đã vận dụng khả năng của robot đang điều khiển để né đi những tên lửa bay đến soko và mọi người đã cổ vũ cho cô Cô nhận thấy không chỉ bạn bè mà cả thế giới cũng đều cổ vũ cho cô nên cô không thể thua. Cô thành công tiếp cận tàu của tên mang ký hiệu 10 và thành công chém hạ nó. Tên 10 đã thoát ra bằng tàu thoát hiểm và được chỉ huy ra lệnh cho rút lui. Thành phố độc lập của các học viên tạm thời thoát khỏi một kiếp nạn lúc đưa về kho. Hội học sinh muốn đứng ra quản lý hai con robot nhưng Haruto không đồng ý vì nó đã chọn cậu. Ai nấy đều biểu quyết là để Haruto sử dụng vì chỉ có cậu mới hiểu con robot này thầy cũng đến để kiểm tra lại robot nên hội trưởng hội học sinh đành rời đi. Haruto sau đó thấy được Yama có vẻ rất hăng say trong việc tập luyện và bón hành cho đồng môn chỉ vì mong muốn được sử dụng robot. Nhưng Haruto cho rằng đây chỉ là lời nguyền và cậu không muốn ai phải hứng chịu nó. Cậu sợ bản thân ngày nào đó sẽ bị mất kiểm soát nên không muốn người khác cũng giống cậu. Mấy cô gái sau đó đã rủ nhau xuống bếp nấu nướng. Soko nấu ra một nồi rau củ nhưng nhìn nó đen xỉ. Ruki bị ép ăn một miếng và nó không quá tệ chẳng qua là soko trình bày hình thức không được đẹp đột nhiên eo tìm đến và cậu ta đưa cho ruki xem qua bản kế hoạch cải cách cho thành phố này nhưng cách của cậu ta chủ yếu là quân sự hóa nơi này và biến nơi này thành một trại lính nên cô đã từ chối đàm phán thất bại nên cậu ta chuyển sang đe dọa cậu ta nhốt tất cả lại bằng cơ chế khẩn cấp và tuyên bố bản thân sẽ là người lãnh đạo của thành phố này cậu ta cũng đã gài bẫy quanh đây nhưng jama đã trèo thẳng lên đây vì hẳn là phòng ăn sẽ không có bẫy Ruki cũng lấy dao ra đe dọa nhưng cả hai thì đấu sao lại với đội quân một người cơ chứ? Haruto đang ngồi trò chuyện cùng một đàn em lớp dưới thì nghe được tiếng của El thông báo đến chính cậu nên đành phải sang phòng robot để lái nó đến, nhưng vừa bước vào robot cậu đã bị El tóm lại vì cái thông báo vừa rồi đã được cậu ta nói cách đây 15 phút. Cậu ta muốn Haruto nghe theo kế sách của cậu ta vì phải có đào tạo thì mới có những con người mạnh mẽ. Đột nhiên tên A tìm đến đây để lôi El về hắn ta sẵn sàng bỏ qua cho eo nếu cậu ta chị theo hắn về và trở thành cánh tay đắc lực cho hắn eo từ chối vì cậu ta thích sai khiến hơn là bị sai khiến a bị bất ngờ khi ban nãy đã bắn trúng haruto mà cậu vẫn còn sống eo cho biết đó chính là trợ thủ của cậu ta haruto vẫn phản kháng và muốn eo giải phóng cho toàn bộ học viên cả ba người đều chĩa súng vào nhau còn thầy thì đã đến nhà bếp để cứu tất cả mọi người quay lại bên kia tên quy bằng cách nào đó đã mò được vào đây và dùng robot nhỏ xả súng khắp nơi hắn nhắm vào eo và bắn liên tục khiến xung quanh hư hỏng không ít. A đã phải đưa hắn ra ngoài nhưng trong lúc đó quân lính của chúng cũng đã đến đây và bao vây lấy thành phố và triển khai tấn công. Haruto đã bất tỉnh nên Ruki đành phải ra trận thay. Nhưng địch đã có biện pháp đối phó là dùng bum mê giang điện tử để khiến cô không thể di chuyển. Haruto tỉnh lại nhưng chân đã kẹt dưới thanh sắt. Giờ cắt ra sẽ không kịp lành nên eo muốn giao cơ thể cho cậu xử lý. Haruto muốn cậu ta chắc chắn vì cậu mà chết thì cậu ta cũng bay màu. Nhưng El sẵn sàng cược nên Haruto đã nhanh chóng ra trận. El đã viết lại những điều cần căn dặn Haruto. Cậu chỉ việc ra trận và làm theo. Đầu tiên là cẩn thận mấy cái bùm mê giang. Và mục tiêu là phá hủy cái súng bắn ra thứ đó. Và kẻ điều khiển nó là một kẻ háo thắng nên luôn muốn so tài ở cận chiến. Haruto đã nhân lúc tên kia bị thách thức mà lao lên để rồi vòng ra sau bắn nổ khẩu súng. Đám kia nhận ra cách đánh này đúng chắc là của El. Chiến lược thất bại nên đám này lại đành phải rút lui. Cậu bạn Inu thì đã tìm ra cơ thể của Haruto nên chắc là phải đem đi giấu đâu đó. Nhưng cậu ta bị sốc khi cô đàn em đã nói chuyện với Haruto lúc nãy đã mất mạng. Vừa được thở thì Haruto nhận thấy trong túi eo có ảnh của một cô gái. Cảm xúc của eo bật khóc trong vô thức và phim cho ta xem lại quá khứ khi cô gái này là người đầu tiên mà eo gặp khi cố chạy khỏi trại giam của Dorian. Khi quân lính chạy đến thì ta mới biết cô là công chúa của Dorian. Eo nhanh trí nhận ra và dùng cô để uy hiếp quân lính. Cậu ta sau đó tỉnh dậy và nhận thấy bản thân đã bị trói. Nhìn qua giờ thì El biết thành phố này sẽ bị tiêu diệt sau 6 tiếng nữa nên Haruto nên nhanh chóng cho cậu ta câu trả lời về vụ giao ước. Nếu chấp nhận cậu ta sẽ giúp Haruto cứu lấy nơi này. Cái chết của cô gái đấy đã đến tai mọi người nhưng Inu mới là người đau khổ nhất. Thầy cô cũng chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi buồn của học sinh nên chỉ đành dọn dẹp lại vết máu ở phòng chứa robot. Trong lúc đó, A đã về báo cáo với chỉ huy về lần đột nhập của hắn. Hắn tìm thấy 5 mẫu robot khác còn chưa được đưa vào sử dụng, và những mẫu này có vẻ chưa hoàn thiện, còn về El thì chỉ huy cho A một cơ hội nữa để có thể đưa El về nếu không thì họ sẽ loại bỏ luôn. Trong lúc đó ở bên phe các học viên thì từ sự cố vừa rồi Soko mới nhớ ra để đến cứu cô gái hacker vì cô đã bị El bắt trói từ lúc thực hiện kế hoạch. Cô đã khóc ở đây nên cô gái hacker đành để cô ở lại đây một lúc. Inu và Gama thì đều muốn được lái robot để chiến đấu. Một người thì muốn trả thù, một người thì muốn cứu giúp để không ai phải mất mạng nữa. Zama đang tranh cãi với hội trưởng thì lại có báo động về việc đo Sian tấn công. Hai chiến binh nhanh chóng ra trận và Haruto quyết định không nhân nhượng với bất cứ kẻ thù nào. Nhưng hai tàu tinh anh lại mò đến với hai khẩu pháo điện tử và chúng không dại gì để mắc bẫy như lần trước. Trong lúc đó, A đã lãnh đạo một đoàn quân khác tiến vào bằng lối mà lần trước hắn đã đột nhập. Hắn cướp thuyền từ cảng và bắt đầu bắn phá vào thành phố hắn tuyên bố là cứ mỗi 10 phút sẽ bắn vào sâu thêm 100 mét. Eo chẳng thể làm gì vì đang bị trói lại. Nhưng cậu ta kiểu gì cũng đã có dự tính sẵn trong đầu. Ngoài không gian thì mấy tên kia không có ý định dứt điểm mà chỉ cố câu thời gian của hai chiến binh ở ngoài này càng lâu càng tốt. Inu muốn đi trả thù cho đàn em thì chạm mặt đám của A ở đây nên đang bị kẹt lại. Hội trưởng thì chạy đến muốn dùng eo để thương lượng với đám của A. Nhưng eo từ chối nên Suko đã chạy đến cho cậu ta nói chuyện với Haruto cậu nói bản thân tin eo và muốn cậu ta giúp đỡ cứu lấy mọi người cậu thuyết phục được eo và cậu ta cũng tự thoát khỏi dây chói và hứa sẽ cứu tất cả mà không hy sinh một ai cậu ta đã chỉ haruto hãy đưa robot của ruki đến đúng điểm chỉ định trong khi cậu ta đang tự mình xử lý ở trong này thì cậu ta vẫn có thể hình dung ra cục diện ở phía haruto và chỉ cậu quay súng đúng góc độ và đúng địa điểm để nhắm và xả hết công suất đám tinh anh kia nghĩ là haruto mất trí mới đi bắn căn cứ của mình nên cứ để cậu bắn Cú bắn đó đã làm nước rút đi và làm bong hết mớ bung mê giang đi. Việc nước rút cũng khiến tàu của A đang điều khiển không thể bắn phá thêm. Ruki đã lao đến xử lý tên quy còn tên 10 đã đến tấn công Haruto vì cậu đang bất động sau khi bắn hết công suất. Nhưng El đã lái máy bay đến trợ giúp và câu cho cậu ít thời gian. Haruto dùng lại chiêu thức kiếm năng lượng như lúc đầu và chém tan cả hạm đội cùng một lúc. El thì đang trôi giạt sau khi máy bay của cậu ta bị bắn hạ. Cậu ta nhớ lại về cô công chúa lúc nhỏ. Cô đã tự cắt tóc của bản thân và trao cho eo vì mẹ cô dạy tóc chính là cuộc sống của phụ nữ nên cô sẵn sàng trao một nửa cuộc sống cho eo. Eo sau đó đã được Haruto vớt lấy và cậu ta cũng đã dự đoán được Haruto sẽ làm vậy vì tính cách mềm mỏng của cậu chắc chắn sẽ thôi thúc cậu đến cứu eo. Cô gái đã mất kia được tổ chức một tang lễ trên mạng và hơn 75.000 người đã gửi lời chúc cho cô yên nghỉ. Haruto quyết định giờ sẽ phải tin eo bằng mọi giá nhưng cậu lại bắt đầu lên cơn buộc eo phải đánh ngất cậu hai robot sau đó đã phải ra ngoài để đẩy cả thành phố đến gần mặt trăng. Eo trong những ngày kế tiếp đó đã phải tích cực huấn luyện cho toàn bộ học viên để họ có thể cải thiện kỹ năng và giúp ích khi địch tấn công thay vì ngồi chờ cho hai robot gồng gánh mọi việc. Trong lúc đào tạo thì đột nhiên có cảnh báo đột nhập. Họ tìm đến thì thấy Zama đang cố đột nhập vào để lái robot. Eo cho rằng Zama thật nực cười khi cố trả thù cậu ta bị bắt lại và eo cho biết robot này chỉ có thể được đăng ký bởi một phi công duy nhất nên nếu kẻ đăng ký mà bất tài thì coi như cả con robot thành phế liệu inu nghe mấy lời này thì đã cố gắng tập luyện để không bị xem là bất tài soko và haruto đều lo lắng nên lén theo dõi và thấy inu đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô đàn em ra đi soko nghĩ là haruto nên ra nói chuyện với inu vì đây là chuyện đàn ông con trai nên tự tâm sự với nhau báo động lại phát lên và lại là quân đo xian nhưng nhờ eo đã phát triển ra hệ thống từ trường để làm lá chắn nên thành phố không bị ảnh hưởng bao nhiêu cậu ta cũng phát triển luôn cả súng phòng về để bắn trả hai chiến binh cũng được cho ra trận và địch ngay lập tức cho rút để dụ cả hai bám theo cả hai vẫn ngu ngơ đuổi theo để rồi một hạm đội khác đã bất ngờ ra tấn công vào thành phố nhưng eo có vẻ như không có kế sách nào để cứu cả bọn thoát khỏi điện cũng bị mất do sử dụng quá nhiều năng lượng cho lá chắn inu cố làm gì đó thì phát hiện ra ma lại lén đến lái trộm robot Cậu ta đặt mục tiêu trả thù của bản thân lên hàng đầu và mặc kệ mọi người có thương vong ra sao cũng kệ. Inu bị tư tưởng đó làm lung lay nên quyết định giành với phần của Zama. Inu đấm cậu ta văng đi và giành lấy con robot. El cũng đã dự đoán được vì Inu là người có đủ tố chất nhất để lái nó. Dù Inu vẫn sợ sẽ biến thành như Haruto nhưng cậu vẫn chấp nhận quyết tâm của chính bản thân. Inu đã hoàn toàn lái được và lao ra chăn đạn cho Haruto với hai tấm lá chắn. Đồng thời Inu có vũ khí để tấn công tầm xa nên cũng khắc phục được vấn đề cận chiến so với hai đứa bạn. Đang chiến đấu với đám tinh anh thì mười từ phía sau lao đến tấn công bất ngờ thì Zama cũng đã tự ý lấy robot ra để chiến đấu cùng. Dạng của Zama cho phép cậu ta vừa chiến đấu được tầm gần lẫn tầm xa, hai cánh tay to của Zama có thể phân ra thành tám cánh tay. Cộng với hai tay chính là cậu ta có thể bắn cùng lúc 10 phát đạn, tàu chiến địch quyết định bắn pháo hạng nặng và mặc kệ nếu có chúng quân mình eo đã thông báo cho inu biết và cậu ta đã đứng ra chặn pháo và rồi bắn trả lại thẳng vào phòng chỉ huy của địch một trong ba tàu ra đi nên hai tàu còn lại cũng đành phải rút lui lúc trở về ai nấy đều có cái nhìn khác về inu và zama eo phạt giam zama một tuần vì tội lấy robot trái phép haruto đã chạy đến trách móc eo khi đã để hai người kia lái cậu ta biết rõ eo đã khiến tình trạng mất điện xảy ra và ép inu và zama phải sử dụng robot nhưng inu không muốn trách móc ai vì cậu cũng muốn chiến đấu cạnh haruto Inu đã chia sẻ rằng bản thân đã thử tỏ tình với cô đàn em kia nhưng cô đã từ chối và muốn Inu đừng có đến bên cô lúc này El sau đó đã tìm được tiến sĩ đang cố thí nghiệm với một mẫu robot cậu muốn biết tại sao một quân nhân như tiến sĩ lại về đây làm giáo viên nhưng tiến sĩ cho biết toàn bộ giáo viên cho đến học viên ở geo đều tồn tại để trở thành người lái robot này nên ai cũng đều được đào tạo để rồi trở thành quân nhân tiến sĩ cho biết thêm rằng chính quyền geo đã cho phát triển một thứ vũ khí có thể đương đầu với cả một hạm đội nhằm có thể tự vệ trước hai siêu cường quốc eo thấy họ phát triển được thứ vũ khí như này cũng khá là ấn tượng thầy cho biết jun đã lo liệu được mấy thứ đó jun là những hạt thông tin và mọi mẫu vật đều được hình thành từ những hạt này tiến sĩ cho biết những học sinh ở trường đều là những đối tượng đặc biệt thích hợp để sử dụng thứ vũ khí này nên tất cả giáo viên đều là quân nhân chỉ để giám sát và đào tạo ra một thế hệ có thể lái được những con robot này còn con ai hình cô gái này thì chỉ có mỗi một robot có và đó là robot mà haruto đang làm chủ cả nhóm chiến binh lúc này đã họp với nhau và inu cho rằng giờ họ sẽ không còn phải chiến đấu đơn độc nữa trong lúc đó cô giáo đã được chính quyền a rút gọi đến và muốn họ làm một lễ ra mắt với người dân khi đến mặt trăng soko thì đã tìm đến cô bạn hacker để chơi và giới thiệu thêm cho cô vài món ngon bốn chiến binh quyết định làm vài thử nghiệm để xem cơ thể họ đã thay đổi ra sao Đầu tiên là thử xem có thể hoán đổi được tối đa bao nhiêu lần. Gia Ma nghĩ ra một ý tưởng táo bạo gì đó và cho hai ông bạn nghe thử. Đột nhiên cô giáo gọi đến cho đến cho biết là khi đến mặt trăng thì có thể họ sẽ bị truyền thông săn đón. Cô cho rằng bản thân không thể lãnh đạo tất cả nên muốn tất cả cùng bầu ra một tổng thống. Hội trưởng đã ngay lập tức tham gia làm ứng cử viên. Cậu ta lập ra một mớ những kế hoạch cải cách này nọ nhưng Gia Ma cũng đú đởn ứng cử theo. Haruto thấy hơi lạ khi El quyết định đứng ngoài vụ này thì cậu ta cho rằng một kẻ tị nạn như bản thân thì làm gì có quyền đi bầu cử. Cô giáo cũng quyết định tham gia bầu cử để xem thử khả năng của bản thân đến đâu. Tiến sĩ cho rằng cô sẽ làm tốt và rời đi. Trong lúc đó, Haruto đã vào thang máy cùng hội phó và cô nhớ lại cái hôm bị cậu gã gẫm nên bắt đầu tỏ vẻ tờ Sun DZ này nọ chứ thực ra cổ khoái lắm chứ. Nhưng đột nhiên Haruto lại lên cơn và may mắn được Yuki đến giải cứu kịp cô đã lừa hội phó rằng cậu chỉ đang nổi máu dê vì cô quá đẹp ai nấy cũng giấu việc haruto có thể lên cơn này để tránh việc mọi người lo lắng cậu cho biết việc này đang dần trở nên nhiều hơn và lo sợ có khi nó sẽ trở thành vĩnh viễn ruki cho biết đến lúc đó thì cô sẽ chịu trách nhiệm xử lý cậu họ sau đó gặp lại soko và thấy cô không tham gia bầu cử cô nghĩ bản thân không đủ tín nhiệm nhưng có rất nhiều người sẵn sàng bầu cho soko làm tổng thống bên quân đội do sian chỉ còn một cơ hội để tấn công trước khi các học viên đến được mặt trăng và lần này đích thân chỉ huy cũng sẽ ra trận nếu không muốn bị cấp trên đào thải chiều hôm đó haruto không thấy soko đâu thì bạn của cô cho biết soko trông khá lạ vào chiều nay nên cô bạn thân của soko đã giao lại việc này cho haruto giải quyết cậu đến ngôi đền tìm cô thì biết tin cha cô có thể đã bị ám sát và hiện đang mất tích cậu nhận ra soko đã biết chuyện của cha cô từ lúc mới bắt đầu Vậy mà cô từ lúc đó vẫn luôn âm thầm chiến đấu một mình. Cậu thấy bản thân thật ngốc khi không nhận ra và hứa sẽ mang cha của Soko trở về. Cô cho rằng đây là cha cô nên Haruto không cần phải liều mạng nhưng cậu muốn làm vì nó khiến Soko rơi lệ. Soko rất cảm kích nên quyết định sẽ đi ứng cử để có thể cùng Haruto chiến đấu. Cô sau đó đã chạy về để tham gia ứng cử và cô bạn đã giúp cô làm đơn ứng cử sẵn. Cô đã kịp chạy vào đúng lúc phát biểu. Trong lúc đó haruto một lần nữa bị lên cơn nhưng lần này có vẻ nặng hơn mấy lần trước soko vừa vào phát biểu thì cô muốn khi tất cả đến mặt trăng thì cùng nhau tổ chức lễ hội trường vì đang ở trong thời chiến nên khi họ còn là học sinh thì hãy cố tận hưởng hết mức nhiều người đều hưởng ứng vì cô đã nói khi lễ hội đến thì cô sẽ quyết định đi tỏ tình điều đó đã tạo động lực cho mọi người chờ đón đến khi lễ hội được tổ chức quay lại với haruto cậu đã lên cơn và tấn công ruki khi cậu tỉnh dậy thì nhận thấy ruki đang khá thất thần đằng kia và cho biết soko đã thắng cuộc bầu cử trong lúc đó cha của soko đã bị quân của do đem ra xét xử trước tòa án tối đó soko đã nhắn tin cho cô bạn và hẹn cô khi nào lên mặt trăng thì sẽ cùng ăn nhiều thứ do mặt trăng là vùng trung lập nên bọn do sian sẽ không có quyền tấn công họ chỉ cần đến đó là sẽ quay lại cuộc sống bình thường xưa kia sáng hôm đó haruto đã hẹn gặp ruki để xin lỗi nhưng cô đặt điều kiện này nọ khiến cậu chưa thể mở lời Zama đã tiếp tục làm mấy bài thử nghiệm để tiến sĩ có thể tối ưu hóa con robot. Hội bạn của Soko đều trở thành một nhân vật cốt cán trong bộ máy nhà nước. Ruki và Haruto cũng có trong đó nhưng cả hai lại không đến tham gia hôm nay. Cả hai lúc này đã vào một quán bar và trong lúc Haruto mày mò với cái máy pha chế thì Ruki nhận thấy Suko gọi đến nên đã giấu máy đi vì cô không muốn để Haruto nói lời xin lỗi. Suko thấy không trả lời thì nhận thấy có vẻ cả hai đã đi chung. Suko đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ cô bạn. Cô lần đầu chịu mở miệng trả lời tin nhắn thay vì gõ phím, cả hội muốn biết ai kia thì Soko cho biết đây là bạn cô mới quen tên là Akira. Hội trưởng nhận ra em gái nên muốn biết lý do gì mà Soko lại biết và muốn cô đừng cố lôi kéo em gái cậu ta ra xã hội. Soko đã xin lỗi và nghĩ là Akira nên ra ngoài nhiều hơn, nhưng từ nhỏ cô đã bị ám ảnh bởi cả xã hội nên mắc bệnh tâm lý quá nặng, vừa nghe đến việc ra ngoài thì cô đã loạn lên. Soko muốn đi xem thì hội trưởng cũng đi theo cặp đôi chiến binh lúc này đã đi xem phim và ruki nói cô đã luôn cô đơn vì chẳng có ai chọn cô cô chỉ muốn được chọn bởi một người duy nhất và haruto dường như hiểu được ý cô nên cho biết cô không còn cô đơn nữa đột nhiên có cảnh báo nên tất cả đã phải nhanh chóng quay sang trạng thái chiến đấu quân địch quyết định câu giờ cho đến khi những robot hết năng lượng thì sẽ tổng lực tấn công eo đã cho cả thành phố thẳng tiến về phía mặt trăng và dồn hết lá chắn về phía đó nhóm chiến binh được giao ra cản đường Haruto gọi về cầu cứu nhưng El cho biết cứ giữ vững như vậy vì địch đã dồn hết binh lực đuổi theo nên quỹ đạo của chúng, gần như là một đường thẳng nên chiêu thức tối thượng của Haruto sẽ có tác dụng nếu cậu căn thời điểm chính xác. El sau đó đã viết ra một đống những trường hợp có thể xảy ra và biện pháp và giao lại cho hội trưởng chỉ huy còn cậu đi theo Soko vì quân đội Doxian muốn được nói chuyện với cô. Lúc vừa kết nối chúng đã cho cô thấy bố cô đang ở đây và đã bị tuyên án tử. Eo sau một lúc đã xác định được vị trí của bố cô là ở ngay giữa lòng địch và nếu Haruto tung chiêu thì ông sẽ cùng cả quân đội Do Sian bay màu. Haruto đã bắt đầu nạp năng lượng. Cô lấy điều kiện đe dọa trước đó ra để uy hiếp nhưng đám này không sợ và cho rằng đây là chiến tranh và chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn. Chúng ra điều kiện cho Soko là giao nộp robot và chấp nhận để bị chúng đưa đi nơi khác. Như vậy thì bố cô và bạn bè sẽ an toàn, nhưng còn những con dân của Dio đã tin tưởng cô thì sẽ bị vứt bỏ. Áp lực đè năng lên vai cô con gái nên bố cô đã lên tiếng động viên con gái vì ông cũng đã mừng khi cô có thể tự minh lên làm tổng thống. Eo thì đã lấy súng để đề phòng trường hợp bất chắc thì sẽ đi theo một lối khác của kế hoạch. Cha cô khuyên cô nên cứ hướng về tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ vì ông cũng chẳng còn gì hối tiếc khi thấy con gái đã trưởng thành. Haruto đã thành công nạp năng lượng và làm nhẹ một đường tận diệt đến 3 phần 4 đội quân địch. Nhưng đội quân tinh Anh đã tự mình dàn ra một kế hoạch khác là cùng một mũi khoan tấn công thẳng từ bên dưới thành phố. Chúng xâm nhập được vào nhà chứa robot và bắt đầu khoan thẳng lên bề mặt. Tiến sĩ đã bị thương khi cô bảo vệ học sinh. Haruto đã nhờ Ruki đưa cậu trở về còn ngoài này sẽ giao cho Zama và Inu lo liệu. Hội trưởng gặp tình thế bất ngờ thì chẳng biết làm gì vì Eo cũng chưa viết được đến nước này. Tên chỉ huy phe địch là Ken chính là người đã dạy dỗ cho Eo nên ông ta nắm rõ thực lực cậu ta đến đâu. Ruki vừa đưa Haruto về và giao cho cậu việc đi cứu Soko, nhưng cậu đã quay lại để nói với cô một chuyện. Cậu đã định để đến khi kết thúc nhưng giờ cậu quyết định mở lời luôn và muốn cưới cô khi trận chiến kết thúc. Nhưng cô dù rất vui nhưng cũng đã từ chối cậu vì cô cho rằng cậu thuộc về Soko. Haruto đã vào bên trong và gọi đến cho El. Cậu ta muốn Soko phấn chấn lên và đừng để cái chết của bố cô trở nên vô nghĩa. El đã hẹn gặp Haruto để tiếp tục giải quyết chuyện này. Soko muốn cậu ta đừng nói ra chuyện của bố cô cho haruto vì biết chắc cậu sẽ cảm thấy tội lỗi máy khoan lúc này chỉ còn một tiếng nữa là lên đến bề mặt không khí xung quanh máy khoan đang dần bị nhiễm độc khiến eo chẳng thể ngồi yên vì cậu ta biết rõ kên là người đứng sau kế hoạch này và là người duy nhất mà cậu ta khó có thể dự đoán được đường đi nước bước hội trưởng đã gọi đến cho Soko và nhờ cô đi cứu em gái do một tiếng nữa mũi khoan sẽ hưởng thẳng đến ngôi trường nơi Akira đang ẩn náu Cậu ta cho biết Akira từ nhỏ đã bị bắt nạt nên mới sợ xã hội đến như vậy. Cô nghe được và muốn anh trai đừng có xem vào. Eo lúc này nghĩ ra một kế là trốn trong động cơ của robot để có thể tấn công bất ngờ. Nhưng khi vừa đến thì Ken đã chờ cả hai ở đây. Trong lúc đó ở ngoài kia, đám tinh anh đã nghĩ ra một kế sách và lấy vũ khí và nung nóng lên để khiến robot bị quá nhiệt và không thể di chuyển. Ken thì đã đọc não được Eo và quyết định chiếm lấy con robot này. Haruto lao đến đòi thì bị cho ăn ba viên kẹo đồng. Eo cũng lao đến tấn công nhưng trình cậu chưa đủ để so với Ken, tất cả robot ngoài kia đều lần lượt bị nung nóng nên chẳng thể làm được gì. Ken thì quá ao trình nên Haruto đã lấy thân mình giữ Ken để Eo chạy thoát vì cậu ta là người quan trọng nhất cho chiến dịch này, nhưng Eo lại bị A giữ lại và hắn cho rằng khi tóm được Eo về thì hắn sẽ lấy của cậu một mắt và ép cậu chứng kiến cuộc cách mạng này. Akira lúc này cố dùng mọi thứ để cản Soko vì cô ta vẫn không muốn ra ngoài, nhưng Soko quyết không từ bỏ vì cả hai là bạn nhưng giữa đường cô đã bị mũi khoan đâm lên làm cho ngất xỉu gần đó. Akira đã phải đấu tranh nội tâm giữa nỗi sợ và bạn bè. Sau một hồi dằn vặt thì cô xem lời hứa với Soko quan trọng hơn và chạy ra. Nhưng lối đi đã bị chặn và cô phát hiện có một con robot gần đó đã bị đưa lên. Cô chấp nhận rủi ro và vào trong làm phi công. Nhờ đó cô đã có thể cứu được Soko. Cô cũng cố để ngăn mũi khoan lại nhưng nó không xê dịch nên cô đã rút vũ khí ra. Đấy là một cây gậy có khả năng hách mọi thứ nó gõ vào mũi khoan bị hách và rơi ngược lại xuống dưới. Robot chiến đấu chạy ra cản cũng bị hách mà quay ra bắn nhau. Cô đã giúp cả El và Haruto thoát ra, cả hai quay lại tàu và El muốn cậu bắn hạ kê ngay vì hắn quá nguy hiểm. Nhưng sau khi dính cả loạt đạn thì ông ta vẫn sống và bay đến chỗ của một robot đã bị hỏng ở bên trong và ngồi vào lái nó. Ông ta sử dụng một viên đá gì đó để robot tự tái tạo lại tứ chi. Eo nhận ra ông ta không phải là con người vì chỉ có các học viên mới được tích hợp để lái thứ này. Phim cho ta một kết mở về việc kênh thuộc một tổ chức của vũ trụ và đứng đằng sau điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và kết quả của cuộc chiến sẽ đi về đâu thì cùng đón chờ phần 2 nếu nó được ra mắt.